cầu tất cả các trọng tài chúng ta chú ý là riêng tổ chức là không có lỗi phạm, trừ những trường hợp mà cái lỗi của ban tổ chức chúng tôi đã thống nhất với trưởng ban huấn luyện viên về cái lỗi vi phạm là chúng ta vô tình làm chủ quân, thì yêu cầu các trọng tài chúng ta phải nhận là lỗi vô tình, thì chúng ta cái lỗi đấy là chúng ta phải làm. Nếu mà không chủ tờ không học tờ chúng ta phải nhận, và nếu như những cái lỗi mà chúng ta cố tình chương trình là sau khi kết thúc nếu nội dung là trước thì ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải thưởng huy chương và giải thưởng cho các đội viên và trao cờ đội, nếu còn riêng đứng cờ nhanh